Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ đi range cùng khẩu QBZ95 Fire, một khẩu súng chúng ta có thể nhận free trong cái sự kiện điểm danh hàng ngày trong dịp Tết ấy. Tuy là hàng free thôi, nhưng nó mang cho mình một dòng máu hủy diệt. Vâng, nó có thể giết người trong chớp nhoáng và làm người ta bốc cháy trong không trung. Ok, mình hơi bị thần thánh hóa với khẩu này. Tuy là hàng free thôi, ý, nhưng khẩu này bắn cũng rất là dễ và cũng rất là ngon. Sấy cũng ok, mặc dù cái tâm của nó thì nó nở hơi bị ghê. Sấy thì anh em hơi cẩn thận. Còn táp với khẩu này thì quá bá rồi, không còn gì để bàn nữa, không giật. Ok, chúng ta sẽ đi vào khu vực hầm. Rồi, thằng này vừa ăn mạng ở khu vực hầm B và đang để lên nhà bạn. Bạn ơi, ở nhà thôi, lên nhà bạn làm cái gì? Tim mình cũng không có bệnh lắm đâu. Ok, mic có. Úi dồi ôi, biết ngay mà. Đẩy qua nhà bạn làm cái gì? Tôi không biết là có cái gì bên đấy nó thích qua ấy nhở? Chắc nó muốn hái hoa bắt bướm bên đấy. Cao A yếu. Ok, thanh niên lao ra và ăn được hai mạng. Và kết quả là phải nằm xuống bởi thanh niên chí phèo. Mít cả, ok. À, chí phèo này, u rồi ôi, kill mắc đẹp ghê. Vâng, đây là lời kill mắc của những người rank thấp nhất. Ok, rank bạc thì phải, tuy là mức rank bạc thôi nhưng kill mắc của nó rất là đẹp và lạ mắt nhá. Lâu lâu thì mặc những cái kill mắc này nó cũng khá là chất. Mà kill mắc rank huyền thoại đây rồi, đây rồi, mình biết bạn yếu rồi, đồng đội nó thông báo hết cho mình rồi. Đấy, các bạn thấy ngon không ạ? Nhấp hay sấy cũng sấy thì các bạn phải biết đường cơ, sấy thì các bạn phải luyện tập khá là nhiều. Khẩu này đi rank thì rất là ok rồi. Nếu các bạn không có VIP thì khẩu này là một cái lựa chọn thay thế rất là tuyệt vời. Ngoài cái skin bốc cháy cực kỳ đẹp, ok, một bé thì nó còn ẩn chứa sức mạnh rất là ghê rợn, đốt cháy đối phương trong không gian. Đây rồi. Úi dồi ôi, con lợn này làm gì vậy, làm gì mà căng vậy? Ui rồi. Hết hồn. Vâng, đồng đội đi vào cứ tưởng là team bạn cơ. Bét đồng đội. Ok, mình sẽ đứng trực đây. Số lượng đạn mang theo thì cũng vừa vừa phải phải để đủ để chúng ta có thể sấy đục thùng thoải mái luôn. Anh em lên A đây ạ, mình đứng đây cho. Ui, ui tôi xong rồi. Cái định mệnh tính lách ra để xem có ai không chứ. Tự dưng thằng TMP nó lòi vào luôn. Hay lắm DM. TMP thì nhất rồi. Thằng này sao lại đứng im thế này? Ở trận này không xong rồi. Mình nghĩ có lẽ là thua. Thanh niên này còn thanh niên clan boss này. Boss Vitz. Còn 12 HP. Thằng này vẫn đứng im. Ui rồi, gặp đúng TMP nó mới căng nhá. Đã đen rồi còn lắm lông. Thằng này thoát. Ok, I'm fine. Cố lên nào, chúng ta không thể thua được. Team bạn có TMP nó mới ghê chứ. Đậu xanh. Tao lại sợ TMP quá cơ. Chúng ta sẽ đi đường B. Ui dồi ôi, B đồng thế. Thế lại trở lại về mic hay sao ta? Đi B đông lại đi vào bốn thằng vào B. Ôi, nó giết xe cho kìa. Vãi xoài. Úi dồi ôi, úi dồi ôi, TMP. Úi dồi ôi. Bình tĩnh nha. Ui lag thế. Sao đến bây giờ mạng lag thế nhở? Lag thế này bắn thế đéo vào được. À, đi móc này. Này thì móc với chúng tôi này. Thích móc à? Mình sẽ đứng cam đây.
Bây giờ còn mỗi mình thôi. Vãi xoài. Thế là ai chơi? Ông đồng đội như gì vậy? Trời đã. Cơ bản là thằng TMP nó quét sợi nha mà không thể trách đồng đội được. Nó bắn rất là ghê. Mình phải đi chậm để gây ra ít tiếng động hơn để người ta khỏi biết mình ở trong đây. Mặc dầu mình đã giết người ở trong đây. Này thì đi vào. Úi dồi ôi, bom đây à? Thôi xong rồi. Bom đây thì đơn giản hóa rồi. Cố lên. Còn 30 giây nữa thôi. Cố lên nào. Sợ nhất cái thằng TMP thôi. Còn những thằng khác thì đéo quan tâm. Đây rồi, đây rồi. Úi dồi ôi. Hai thằng nó ép vào. Định mệnh nữa nữa. Khổ thân. Các bạn thấy khó không ạ? Hai thằng nó ập vào thì bắn thế đếch nào được. Quả đấy mình đáng nhẽ mình nên giết thằng sau trước. Nhưng mình cố giết cái thằng TMP thôi. Tại vì nếu mà mình giết thằng sau ấy thì sợ thằng đấy nó lợi dụng tình huống mình đang bắn cái thằng kia, nó sẽ bắn mình. Còn nói chung là rất là khó. Rất là khó anh em ạ. Mình sẽ chết bởi một trong hai thằng. Quá khó. Trừ phi quả đấy xử lý cực kỳ nhanh đằng sau rồi, rồi mới bật lại đằng trước, có khi lại ăn được. Nói chung là chúng ta sẽ rút kinh nghiệm sau từng lượt bắn. Rồi. Tìm bạn. Tìm bạn. Qua đây làm cái gì? Thế nên cầm 3Z, cầm lục. Úi dồi ôi. Con lợn này. Tích thể hiện à? Bây giờ còn một thôi bạn này. Cố gắng win à? Đừng để thua nhá. Cố lên, mình sẽ ngồi đây. Ngồi đây trực hàng. Không biết là bom ở đâu. Kênh B đi, mình kênh ấy rồi. Để thằng kia kênh A cũng được. Vâng, bom không ở đây. Mình đợi xem thằng kia nó sẽ đi vào đường nào đây. Úi dồi ôi, 9 kill rồi. Định mệnh. Treo nhà. Thật không đấy? Really? Treo nhà. Ok, mình sẽ qua nhà check. Úi dồi ôi. Kìa, thằng kia nó báo bên A. Vâng. Phát xoài bên nhà. Treo nhà. Bọn này chơi cũng dở người phết đấy. Ok, team bạn đã thoát một thằng. Cố lên nào. Kìa, nó đẩy lên kìa. Úi dồi ôi, lại TMP. Lại TMP rồi. Úi dồi ôi. Yếu rồi. Ơ à. Ảo vậy. Thế mình lag à? Cái định mệnh lách vào rồi vẫn chết kìa. Cấu được có 88 tiết. Định mệnh thằng TMP suýt chết với mình ấy. Thằng đấy ăn may thôi. Ăn may mình lag thôi. Để mình lách vào được thì nó sẽ chết ngay. Nếu mà bị yêu máu thì cách tốt nhất để xử lý nó là tường flash vào. Phát thứ hai lao qua bên góc kia và bắn thôi. Tường flash vào thì nó sẽ mù. Điều đơn giản của chúng ta là việc là ăn kill rất là đơn giản thôi. Định mệnh mày cứ đi vào đây đi. Tao sợ mày quá cơ. TMP này. Khẩu này bắn cũng rất là mạnh nên anh em đừng có sợ. Úi dồi ôi, yếu rồi. Ai hi hi. Đấy. Bom ở đây luôn. Vâng, chúng ta chỉ việc kênh bom là win à. Đơn giản hóa vấn đề. Ok. À. Ô ô ô ô. Tôi xong rồi. Đậu xanh đang hay. Quả bom nằm ngay trước mặt.
thích bố con thằng nào cũng không dám nhặt luôn ý. Khốn nạn đấy nhở. Mạng như đầu buồi. Trời ơi cái mạng mẽo. Vâng bắn như thế này thì bảo làm sao mà win được. Là thế thằng bot kit này nó còn AFK đấy chứ. Cay thật ý. Thôi chịu rồi. Mạng nó bóp dái quá anh em ạ. Lao là bắn sấy kiểu đấy mà nó còn giật vào giật ra rồi còn không trúng viên nào nữa. Không biết mạng mình hôm nay nó bị làm sao. Hiện tại thì mình đang chuyển sang mạng Viettel rồi. Và mạng rất là tốt nhưng không hiểu tối nay nó có vấn đề gì. Vâng. Nếu mà mạng tốt tí nữa thì có thể là mình có thể gánh team nhưng thực sự là không được. Quả đấy bom rơi trước mặt là mình không thể ăn được là một điều cực kỳ là sai lầm. À, nhưng em mạng không tốt thì mình sẽ thủ canh bom thôi. Đợi nó nhặt bom rồi mình sẽ giết. Còn như này thì đúng là quá sai. Mình thấy thằng kia nấp đó rồi. Mình tính lao ra ăn luôn. Nhưng không ngờ là mạng nó lag, nó giật ra giật vào là mình chết. Rất là cay. Mình có thể ăn bọn này đơn giản nhưng thực sự là khó càng thêm khó. Úi dồi ôi, đem bom vào đây làm gì? Tao sợ mày quá, úi dồi, lag này. Tôi xong rồi. Bom này. Vỡ lát này. Rồi, gãy, một bé, TMP chết rồi. TMP chết rồi, double kill. Ok. Ôi, lag này, úi dồi, cái gì đây? Đậu dây. Ơ kìa. Cái gì trời. Cái gì đây. Ok còn một bé nữa. Cố lên. Win rồi. Trận này chúng ta phải bật được kèo. Anh em mình phải hơn từ mấy trận trước cơ. Khốn nạn thật. Thế mình sẽ nghe tiếng chân. Bây giờ chỉ cần một sai lầm thôi là mình có thể thua. Bom ở đây rồi. Chỉ việc kênh bom thôi. Mình bắt đầu nghe tiếng chân rồi. Không biết tiếng chân đi vào đâu. Hay là bây giờ mình lâu rồi mình không nghe tiếng chân. Không biết là nó di chuyển bên này hay sao ấy. Ôi xong rồi nó di chuyển bên này. Trời ơi cái tiếng chân. Khốn lạ thế nhở. Ai xoài. Quả đấy không thể thua được. Thôi sorry các bạn. Bye bye mọi người.